Một chúc cho tất cả anh em nào mà sắp thi hoặc khỏe phụ đồng á, sắp tới á, ok được không? Hãy quyết tâm lên vào thi đấu, tự tin vào chính mình, hãy tự tin vào bản thân mình được không? Tự tin lên, quyết tâm chiến đấu hết mình, chiến đấu như một chiến binh, đã vào sân là chiến đấu. Thể thao mà có phải có thắng có thua được không ạ? Trong khi chúng ta cảm giác chúng ta không sợ thất bại nữa thì chúng ta nó không còn tâm lý mấy nữa đâu. Còn một chuyện đơn giản thôi. Một thông điệp nữa cho anh em là tất cả những cảm xúc mệt mỏi, chán nản, muốn bỏ cuộc nó sẽ xảy ra khi chúng ta theo đuổi cái đam mê của chúng ta. Nhưng làm ơn các bạn hãy vượt qua nó, hãy nghĩ đến mục tiêu của mình và để chúng ta vượt qua nó. Khi các bạn vượt qua được thì các bạn sẽ đến được cái đích, được không ạ? Đừng bao giờ bỏ cuộc nhá. Hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Quốc Học nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube Quốc Học nhá. Ok thì Học đang bị ốm, xin lỗi anh em. Thì hôm nay Học muốn trả lời một cái câu hỏi mà suốt một tuần qua có rất nhiều người hỏi Học, các bạn trẻ hỏi Học là Học biết là tất cả anh em đang có những anh em mà đang thi đấu hội khỏe phụ đồng huyện, cấp tỉnh, cấp thành phố, rồi sắp đến là thi đấu hội khỏe phụ đồng toàn quốc. Thì hôm nay muốn chia sẻ cho anh em cái câu chuyện của Học, mong là sẽ giúp được cho anh. Đây là 4 năm trước thì Học cũng đã đánh hội khỏe phụ đồng toàn quốc diễn ra tại Thanh Hóa, thì Học cũng được một huy chương, may mắn được một huy chương vàng đơn nam, một huy chương vàng đồng đội và một huy chương bạc đôi nam nữ. Thì hôm nay Học muốn chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân của Học cho tất cả anh em, mong là sẽ giúp được và truyền động lực được cho anh em, mong là sẽ giúp được anh em để anh em có thêm niềm tin, tự tin hơn để chúng ta có một kết quả tốt nhất, được không ạ? Thì 4 năm trước thì Học vẫn là một cậu học sinh lớp 12. Lúc đấy Học rất là đam mê, thực sự rất là đam mê cầu lông. Và 4 năm trước thì lúc đấy Học đánh rất là kém, Học có tập năng khiếu ở Phú Thọ. Thì Học còn nhớ là thầy giáo có thông báo cho cả đội là tháng 7 sẽ thi đấu hội khỏe phụ đồng ở Thanh Hóa, thì các em cố gắng tập luyện. Thầy đặt chỉ tiêu là một huy chương đồng. Và thực ra thì Phú Thọ Học chưa bao giờ được huy chương của khỏe phụ đồng. Có một năm là con Học nhớ là năm 2012 có một anh được huy chương đồng thôi, còn chưa bao giờ được huy chương vàng hay là được thành tích cao cả. Vì thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tất cả các tỉnh đánh rất là mạnh. Lúc đó thì Học cũng là một cậu bé rất là đam mê nhưng mà đánh rất là kém, rất là tự ti và thiếu tự tin vào bản thân mình. Nói chung là lúc đấy cảm giác rất là run sợ mỗi lần thi đấu. Thì ok, thầy có nói là đạt chỉ tiêu huy chương đồng. Thì lúc đấy thầy bảo một câu là nếu các em không đạt được chỉ tiêu thì thầy sẽ loại tất các em. Thì lúc đấy Học nghe xong câu đấy, Học về thì Học cũng suy nghĩ và cũng quyết tâm và hứa với bản thân mình sẽ đặt mục tiêu và quyết tâm đạt được huy chương hội khỏe phụ đồng toàn quốc. Cho nên Học muốn có một thông điệp cho anh em, khi chúng ta muốn đánh một cái giải gì đó thì chúng ta hãy lên kế hoạch, hãy có một cái mục tiêu rõ ràng, càng rõ ràng bao nhiêu càng tốt. Lên kế hoạch mục tiêu rõ ràng, ví dụ tháng 7 chúng ta thi đấu, hãy lên kế hoạch cách đấy 7-8 tháng đi, hay một năm trước đi, chúng ta lên kế hoạch tập luyện, được không ạ? Chúng ta yếu ở đâu, chúng ta tập nhiều ở đó. Chúng ta mạnh ở đâu, chúng ta cải thiện lên, đi giao lưu nhiều và sẵn sàng, dám thất bại, được không ạ? Đừng sợ thất bại. Hãy lên kế hoạch và chuẩn bị trước sẽ thắng đến 50% rồi, được không ạ? Thế giúp anh em tự tin rất là nhiều. Thì lúc đấy Học là một cậu bé rất là thiếu tự tin vào bản thân. Học cũng lên kế hoạch tập luyện. Lúc đấy Học rất là yếu. Thì Học chia sẻ cho anh em là anh em muốn có một thể lực tốt hơn, anh em mình cứ chạy bền nhiều vào, đeo tạ chạy nhiều vào, được không ạ? Hãy chạy theo tốc độ tăng dần lên, 2-3 vòng, 4-5, 7-8, 9-10, 10-12, 30 tăng lên. Chạy tập biến tốc, tập tạ chân nhiều vào. Một tuần tập 3 buổi tạ chân chia ra, tập chân rất là tốt. Cái thể lực rất là quan trọng, được không ạ? Đi giao lưu nhiều nữa. Đấy thì trong cái quá trình tập luyện đấy á, thì còn một tháng cuối cùng khi đi thi đấu thì không may Học bị một cái chấn thương ở tay. Học bị rịa xương. Thì Học không, lúc đấy Học rất là chán, rất là mệt, coi như là tuyệt vọng luôn đấy, như kiểu muốn bỏ cuộc ấy. Thì Học một thông điệp nữa cho anh em là tất cả những cảm xúc mệt mỏi, chán nản, muốn bỏ cuộc
nó sẽ xảy ra khi chúng ta theo đuổi cái đam mê của chúng ta. Nhưng làm ơn các bạn hãy vượt qua nó, hãy nghĩ đến mục tiêu của mình và để chúng ta vượt qua nó. Khi các bạn vượt qua được thì các bạn sẽ thành, sẽ đến được cái đích, được không ạ? Đừng bao giờ bỏ cuộc nhá. Thì học bị này có một tháng nữa thì học bị 3 tuần. Thì hôm một tuần cuối cùng đội học lên đền Hùng thắp hương. Đền Hùng là cội nguồn của dân tộc. Nếu anh em có cơ hội thì hãy qua Phú Thọ lên đền Hùng nhé, rất là linh thiêng. Thì học lên đấy học thắp hương và chắc là các cụ phù hộ. Thì học về học, hôm sau thì học thấy đỡ tay và học bỏ ra thì học thấy đánh được. Ok, tập luyện nhẹ nhàng một tuần và đội học đi thi đấu vào Thanh Hóa đi thi đấu. Thì lúc đấy học đã chuẩn bị 7 tháng rồi. Học rất là tự tin vào bản thân lúc đấy, cảm giác chỉ muốn chiến đấu thôi. Thì học vào đấy thì học nhìn các vận động viên thành phố Hà Nội, họ đánh rất là hay. Mình cảm giác như là cái trình độ kỹ thuật của họ hơn hẳn mình luôn. Nhưng mà lúc đấy thì mình cũng hơi rụt rè, hơi run, thực sự là hơi run. Nhưng mà thực ra cái nỗi sợ đến sau này học nghiêm lại, cái nỗi sợ nó không hề đáng sợ. Nó tự do tư duy của các bạn đặt ra thôi. Các bạn tự mang cái rào cản đặt lên trước mặt. Thế là các bạn run thôi. Anh em ok, anh em cứ coi mọi chuyện đơn giản, nó sẽ đơn giản. Coi nó phức tạp thì nó sẽ phức tạp. Quan trọng là chúng ta cứ cố gắng hết mình, tập trung và quyết tâm là được. Được không ạ? Chúng ta có thể thua người, mình có thể thua họ về kỹ thuật, đúng không ạ? Trình độ, nhưng không được thua người ta về cái tinh thần thi đấu. Hãy quyết tâm hết mình lên, được không ạ? Thì học nhớ là vào thi đấu thì lúc đánh trận tranh đồng thì học đồng đội á, thì lúc đấy đội học may mắn thì được đạt huy chương đồng. Thì lúc đấy đội rất là vui. Và khi chúng ta đạt được cái thành tích, đạt được chỉ tiêu rồi á, thì tâm lý nó thoải mái rồi. Cảm giác lúc đấy đánh rất là vào tay và đánh rất là sung. Thì học một có thông điệp nữa cho anh em. Khi chúng ta vào thi đấu á, chúng ta hãy ăn được một điểm, chúng ta hãy hô hào to lên, xô lên, quyết tâm lên. Thì lúc đấy các bạn sẽ có nhiều năng lượng và các bạn cảm giác các bạn sẽ tự tin và đánh hay hơn nha anh em nhá. Hô hào lên. Học còn nhớ xong đi học đánh ngon và đến trận chung kết đồng đội thì học đội học được huy chương vàng đồng đội. Và tiếp đến nội dung cá nhân, học cũng vào chung kết đơn nam và chung kết đôi nam nữ. Thì đến cái trận đôi nam nữ thì học huy chương bạc, còn đơn nam thì học được huy chương vàng. Thì thực sự cái lúc mà chưa thi đấu á, thì mình có hơi rụt rè. Nhưng mà anh em ạ, đừng có, anh em tự tin lên, anh em cứ coi mọi chuyện đơn giản thôi. Cái nỗi sợ anh em tự anh em đặt ra thôi á, không có gì đâu. Anh em cứ thoải mái tâm lý lên, quyết tâm lên. Cái quan trọng á, quan trọng nhá anh em nhá, là mỗi một khi anh em mình muốn đánh giải gì, chúng ta hãy có mục tiêu, chúng ta hãy chuẩn bị trước, càng chuẩn bị trước bao thời gian càng lâu càng tốt, được không ạ? Như kiểu các bạn mùa đông á, các bạn tay các bạn cứng đúng không? Một người mà người ta vào đánh luôn thì là tay cứng không thể đánh hay được. Nhưng một người mà người ta ngồi ngoài, người ta khởi động thật kỹ, toát mồ hôi ra, thì chắc chắn người ta sẽ vào, người ta sẽ đánh nhập cuộc hay hơn rất là nhiều. Thì anh em mình hãy chuẩn bị có mục tiêu rõ ràng, hãy lên kế hoạch tập luyện để chúng ta có tự tin hơn. Và khi chúng ta vào thi đấu á, chúng ta hãy quyết tâm, chúng ta hãy hô hào lên, chúng ta hãy tập trung vào, được không ạ? Chúng ta có thể thua người ta về cái trình độ kỹ thuật, nhưng mà chúng ta không được thua người ta về cái tinh thần chiến đấu, được không ạ? Chúng ta hãy chiến đấu như một chiến binh, được không ạ? Học chúc cho tất cả anh em sẽ thi đấu thật tốt, hãy lên kế hoạch tập luyện, hãy quyết tâm cố gắng hết mình và đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng có sợ thất bại nhá, hãy dám thất bại để thành công, được không ạ? Mỗi lần chúng ta thất bại, chúng ta hãy ngồi lại và suy nghĩ, rút ra bài học để lần sau chúng ta hoàn thiện bản thân hơn. Yếu ở đâu thì các bạn tập nhiều ở đó, được không ạ? Mạnh ở đâu thì chúng ta cải thiện lên, được không? Hãy chịu khó đánh cùng nhiều người giỏi hơn mình, mà đi giao nhiêu nhiều vào, được không ạ? Để cho cái đường cầu và cái tư duy của chúng ta nó được mở ra. Và tất cả các quả đánh của các bạn, thì mỗi một khi các bạn muốn phông chém đập thì các bạn phải có trong tư duy của các bạn rồi nhá, được không? Chủ động lên, hãy là người chủ động lên nhá. Đấy, thì có một cái thông điệp như vậy. Nói chung á, anh em một chúc cho tất cả anh em nào mà sắp thi ở quẻ phù đồng á, sắp tới á, ok, được không? Hãy quyết tâm lên, vào thi đấu hãy tự tin vào chính mình, hãy tự tin vào bản thân mình, được không?
tự tin lên, quyết tâm chiến đấu hết mình, chiến đấu như một chiến binh, đã vào sân là chiến đấu. Thể thao mà, có phải có thắng có thua, được không ạ? Chứ khi chúng ta cảm giác chúng ta không sợ thất bại nữa thì chúng ta nó không còn tâm lý mấy nữa đâu. Còn một chuyện đơn giản thôi, cứ vào chiến đấu hết mình. Học xin chúc cho tất cả anh em mà sắp thi ở khỏe phù đồng, được không? Chúng ta hãy cùng nhau, hay hứa với học cùng học nhá, cố gắng lên, cố gắng lên. Ngày trước học cũng vậy luôn, đánh ở nhà, nói chung là mình đánh ở nhà mình cũng rất là yếu và kém, nhưng mà mình quyết tâm tập luyện, mình quyết tâm lên kế hoạch tập luyện, quyết tâm, được không? Thì lúc đấy mình sẽ làm được những điều nó phi thường mà không nghĩ được. Khi mà đạt được hai huy chương vàng, một nội huy chương vàng đơn nam đồng đội và huy chương bạc đơn nữ, thì học cũng cảm giác là không tin vào mắt mình. Nhưng mà anh em mình cứ quyết tâm lên, cứ nỗ lực hết sức mình lên, nỗ lực sẽ thành công và kiên trì thì sẽ gặp may mắn. Cho nên anh em mình cứ cố gắng lên, được không? Thì khi chúng ta sung vào, chúng ta đánh, nó cảm giác nó không biết thế nào đâu, được không ạ? Chúc cho cả anh em thi đấu thật tốt nhá, chúc cho anh em mình mang huy chương. Đây còn nhớ là đây là ba chiếc, à vẫn còn giữ làm kỷ niệm đây. Đây là ba chiếc huy chương, đây là huy chương vàng đơn nam, huy chương vàng đồng đội và huy chương vàng đôi nam nữ. Đấy, thì đây là học rất là trân trọng nó. Tuy nó cũng qua được 4 năm rồi nhưng mà học rất là trân trọng nó. Thì học xin chúc cho anh em lần này sẽ gặp được nhiều huy chương, được không ạ? Hãy cố gắng hết mình lên, tự tin vào bản thân mình, chiến đấu hết mình, không sợ thất bại, dám thất bại, được không? Ok, thì hôm nay học muốn chia sẻ cho anh em một cái vấn chủ đề. Đó là học thì học là một vận động viên phong trào, cho nên là học đều phải tự tập hết. Học không có, học ngày trước thì học cũng tập năng khiếu, nhưng mà rồi học lên học đại học thì học không còn tập nữa, thì học cũng phải tự mày mò, tự xem các vận động viên mà học tự tập. Nhưng mà học biết là có rất nhiều anh em đang chơi cầu lông, chúng ta rất là đam mê, chúng ta muốn chơi tốt hơn, chúng ta lại không có thầy dạy, không có điều kiện như các vận động viên chuyên nghiệp, thì chúng ta không có môi trường tốt, chúng ta không có điều kiện để có thầy hướng dẫn, thì anh em chưa nắm hết được các kỹ thuật cơ bản. Cũng như là có một vấn đề nữa là vấn đề về khi chúng ta thi đấu, chúng ta bị tâm lý, thì và có rất nhiều cái kỹ thuật mà anh em chưa nắm hết. Mà một vấn đề bị tâm lý thì hôm nay học muốn chia sẻ cho anh em một cái bí kíp, học gọi là bí kíp, bí quyết mà học đã đọc qua rất là nhiều, và nhờ đó mà học hướng dẫn được kỹ thuật cho anh em, học nhờ đó học đã cải thiện được kỹ thuật, cũng như là nhờ đó mà học đã cải thiện được cái tâm lý thi đấu rất là tốt. Thì đây là quyển bí kíp, học gọi là bí kíp nhá. Thì xin chia sẻ cho anh em, giới thiệu với anh em, đây là cái cuốn giáo trình cầu lông. Giáo trình cầu lông, được không ạ? Anh em nghe từ giáo trình cầu lông là như thế nào? Quyển giáo trình cầu lông này, thì bên trong cuốn giáo trình cầu lông này có cái gì? Bên trong cuốn giáo trình cầu lông này có hướng dẫn các kỹ thuật cầu lông cơ bản để cho anh em chơi phong trào, rất là bổ ích và rất là cần cho những anh em nào đang chơi phong trào, chưa nắm hết các kỹ thuật cầu lông. Và trong này, trong quyển sách này thì học giới thiệu qua là có 466 trang, được xuất bản tại trường Đại học Thể dục Thể thao độc quyền tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, ở ngoài không có đâu. Nên học muốn chia sẻ cho anh em, thì đây là cái tài liệu mà nó đã giúp học chơi tốt hơn rất là nhiều. Thì quyển sách này nó có hướng dẫn các kỹ thuật cầu lông cơ bản, từ di chuyển, kỹ thuật phong cầu, kỹ thuật đập cầu, kỹ thuật bỏ nhỏ, kỹ thuật phát cầu. Nói chung là quyển sách này có hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản cho anh em, rất là bổ ích cho anh em nhá. Và nó còn, nếu mà anh em đang đánh cầu lông mà hay bị cái tâm lý thi đấu á, thì trong cuốn sách này nó còn hướng dẫn và nó chỉ cho anh em những cái cách để chúng ta khắc phục những khi mà chúng ta bị tâm lý, những cái trạng thái thi đấu tâm lý mà chúng ta bị, thì nó sẽ giúp cho anh em mình cải thiện được cái tâm lý thi đấu rất là tốt, được không ạ? Và nó còn có rất là nhiều trang, rất là nhiều chương, nó có cả là chiến thuật về cầu lông thi đấu, chiến thuật thi đấu đánh đôi, chiến thuật thi đấu đánh đơn, kỹ năng giảng dạy sư phạm. Nói chung là theo như học nghĩ là nếu như anh em chơi cầu lông mà muốn chơi tốt hơn á, mà chưa có một người thầy, thì đây là một cái người thầy vô cùng hữu ích cho anh em.
đúng không ạ? Thì học thì học học chỉ chia sẻ cho anh em như vậy thôi. Còn anh em muốn chơi tốt hơn thì học nghĩ đây là một cái cuốn sách vô cùng bổ ích, rất là cần cho những ai đang chơi cầu lông phong trào, chưa nắm hết các kỹ thuật. Cuốn sách này có hướng dẫn kỹ thuật, các kỹ thuật cơ bản, tâm lý kèm chiến thuật, các bài tập thể lực. Nói chung là cuốn sách này thì hiện tại ở trường Đại học Thể dục Thể thao bán là 140.000 một cuốn. 140.000 một cuốn và chỉ có độc quyền tại trường Đại học Thể dục Thể thao của học thôi. Ở ngoài không có bán. Thì hôm nay học muốn chia sẻ mà giới thiệu để cho những ai mà đang có mong muốn chơi cầu lông hay hơn, chơi tốt hơn, để anh em mình mua cái cuốn sách này về để chúng ta đọc, để chúng ta có kiến thức. Có kiến thức thì chúng ta mới mang vào thực hành được, đúng không ạ? Thì mọi người muốn mua cuốn sách này thì mọi người hãy liên hệ cho học qua số điện thoại 0587 945 955 và 0972 980602. Facebook của học là Facebook cá nhân của học là Quốc Học, fanpage của học là Quốc Học Badminton, và học có ba nick Facebook: Quốc Học, Quốc Học Sport và Quốc Học I Love Badminton, được không ạ? Thì anh em mình muốn mua cuốn sách này, được không ạ? Thì hãy để lại lời nhắn dưới cái video này, được không ạ? Và hãy liên hệ trực tiếp cho học. Thì hôm nay thì học cũng, vì học muốn chia sẻ cho anh em, thì cuốn sách giáo trình này học đang bán với giá 140.000 một cuốn, nhưng trong cái video này coi như là học vừa tặng cho anh em, thì học sẽ để cho anh em một mức giá, đó là 100.000 một cuốn, để cho anh em mình có cơ hội sở hữu luôn, được không ạ? Thì anh em nào mà muốn sở hữu cuốn sách để anh em mình nâng cao trình độ thì anh em hãy liên hệ trực tiếp cho học nhá, ok không ạ? Rất là bổ ích nhá. Và anh em mình hãy đăng ký kênh YouTube của học, ấn hình quả chuông, subscribe và chia sẻ để được đón xem nhiều video hướng dẫn kỹ thuật từ học nhá. Ok, bye bye tất cả anh em, chúc anh em buổi tối vui vẻ.